Chào mừng quý các anh chị và các bạn đến với channel của Gà Con Siêu Quậy. Lâu quá ha, lâu quá mình mới nghe lại cái tiếng Gà Con Siêu Quậy. Lâu quá rồi mình không thấy cảnh này phải không? Đây đâu có quay đâu mà thấy. Bận rộn quá mà nè. Đó, hôm nay thì quay cho các bạn xem cảnh chăm sóc chim con nha. Thì rất đơn giản thôi chứ đâu có cái gì đâu. Quay nhiều clip rồi mà. Đó, thì bây giờ sáng sớm mình phơi nắng nó, cho nó nắng sáng nha. Này là đà thái không nha các bạn, không có đôi ta nào nha. À, thái không. Đó, đây. Đây là dân dòng kem. Này là trắng, này là đỏ gạch. Này là thái đen. Bông. Xám còm đen. Xám còm đen nhưng có một con dân hoa lẻ. Ủa không phải ngờ lẻ, một con dân hoa đó với con trắng này lục tập. Có cái con này nó có cái con này nó ngộ luôn các bạn, nó có tật trồng trứng từ nhỏ luôn. Nó nha, cái con mắt bên đây nó nhỏ gí à, nó lép bên không biết có thấy không nữa. Con bên đây thì bình thường nguyên chết cha ỷ vô lưng người ta rồi ông ơi. Trời đất ơi, nó còn bên đây cái đầu bên đây nguyên cái đầu kia đình nó lép bên ha, nó lép bên mà cái con mắt của nó cũng lép xẹp luôn đó các bạn thấy không. Rồi ra đây sáng sáng dễ thấy nè các bạn đó, con mắt nó lép xẹp. Quay đây cho khán giả coi con đó, không biết nó thấy không nữa, cái đầu nó cũng mớp mớp lép lép luôn. Đó, đặc biệt mấy con này thì không có bán nha các bạn ơi, ai đâu đi bán mấy con này kỳ cục vậy, để nuôi chơi đó, khi nó có tật có tài thôi. Đó, con này con lẻ luôn nha các bạn, đỡ con một mà nó có bị gì đó. Đó con à, rồi vô đây rồi, còn mấy em này thì có tật có đôi đây nè. À, đâu mất tiêu rồi. Ừ này với thằng trắng này với thằng này dân qua này luôn, qua mà qua này qua gì đây không biết nữa, ít xịt kia một cặp nè. Rồi thằng này nè, thằng bông này nè với cái thằng đỏ gạch này một cặp nè. Rồi thằng này là sắm. Ôi này dân rồng ông nội ơi, chắc dân rồng luôn rồi, tại vì cha nó dân rồng kem, mẹ nó sắm còn đen. Ôi nó ra dân rồng xám xám luôn. Rồi còn đây là đôi thái đen bự chà bá lửa đó. Quay thì quay cho các bạn xem chơi thôi nha, chứ cái lô này không có bán nghe, tại lô này ta đặt rồi, nói chung là chim mình ta đặt trước hết trơn rồi, còn mình quay lên cho các bạn xem là chỉ là quay cảnh xem vui thôi đó. Chứ không có bán mấy cái clip mà mình quay cái này, ví dụ mình quay cái này mình nói mình bán lô này thì nói mình bán, còn ví dụ mình quay chơi là tại vì người ta đặt trước hết rồi, mình quay giờ cảnh mấy cho ăn này nọ thôi. Mình mấy lô cái này nó ra màu đã không, chứ trước cũng có mấy con màu độc, cái này cũng có mấy con màu đã. Rồi bây giờ cho nó ăn các bạn ơi. Mấy cậu thấy trẻ không các bạn, 3-4 tuổi rồi nha, chào xì chào tùm lum này. Nó chào chào chứ không phải chào đâu nha trời. Này thức ăn gà con nha, mình bỏ trong máy trong tố mình xay ra đó, cho nó không đừng bị nghẹt ống tim. Có thức ăn nào nó nhuyễn á, mình xay cho nó nhuyễn luôn thì nó không nghẹt. Còn mấy thức ăn nó mấy hạt bắp mà lớn lớn quá là dễ nghẹt lắm á, mình phải lược lại đó. Mình có cái lưới lược á, cái khay lược á, khay lược á mình còn lược lại nhuyễn ra cho nó bình, nó bị díu díu bơm nó thông chứ nhạt nhạt bơm lỡ tay bắn ra một cái lũng màu nhiều. Rồi bên đây là cái thùng khác nè, mình trang bên đây cái mình thấy qua đây cho nó sạch, cái mình xử lý cái thùng này sạch rồi cái mình qua ngày sau bên đây thấy là bên đây đó thì nó phải không bị dơ dính phân này rồi. Thank you.
quá xa quá xa. Con này chắc dân rồng luôn rồi, chứ không phải dân qua nữa. Đây là hai con mới bắt hôm hôm. Đó, bắt hợp chưa quen lúc. Thôi mà cũng dễ luôn. Đó. Lụm. Thùng này mới 2 ngày trước nằm còn thoải mái, hôm nay chặt cứng rồi. Mau thiệt. Để hồi đổi thùng khác cho đỡ được rồi, thùng này chặt quá. Đó. No nê hết rồi ha. Có nắng sáng đồ tốt ha. Đó, chim con phải có nắng sáng này nọ. Đã giờ mình đúc cho nó mà mình cũng ké được miếng nắng sáng luôn đó. Rồi nó có vitamin D rồi chị còi xương rồi ha. Mình thì xương nhiều quá trời rồi. Nhót ra đây. Hót cái đây. Hót dữ thần lắm các bạn. Tối ngày sáng đêm. Tôi quay không dám hót. Mấy ông nhỏ vẫn còn ở đây phơi nắng. À, phơi nắng đi xíu đi. Cho nó ăn mình có ở đây mình canh nó phơi nắng chứ. Bạn phơi nắng mà quên bỏ đi, hồi quay lại nhỏ chết ngắt hết trơn nha. Dạ con thấy không? Ra ra, biểu. Mấy ông mày cho ăn, thức ăn khô luôn được rồi, lớn rồi. Đó, cái này là bay rồi nha. Đó, mình là bay mất tiêu luôn á. Biết ngủ ăn lên luôn rồi đó. Nhưng mà vẫn đút càng kèm. Giật mình một cái là bay mất tiêu, không biết đường kiếm nha các bạn ơi. Nó giờ ở đây nó sảy vòng vòng rồi thôi. Sảy thì nó cũng về à, sảy cũng ở vòng vòng đây à. Đi đâu hết trơn á. Rồi mình canh mình bắt nó lại. Tại vì nó đi ra ngoài mấy chỗ khác đâu có gì đâu nó ăn. Tại xứ mình đâu có cánh đồng lúa này nọ đâu ăn. Chứ nguyên cái trại chim hay nhiều chim đó thì nó có thấy mấy thì nó thấy chim nhiều quá rồi nó đâu đi đâu, nó ở vòng vòng đây. Nó ăn mấy thức ăn của mấy chim trong lòng nó gãy rớt vậy đó. Nó vòng vòng đâu đi đâu đâu. Mình sảy hoài à mà thì nó cũng tối nó cũng lại chuồng nó ngủ rồi mình bắt vô. Đó, cho miếng nước rồi vô để thôi. Nhẹ, lấy xong nhẹ cái gì.
Trời ơi, phơi nhắn bao nhiêu đủ rồi, lấy vô. Rồi ha. Đó. Mình ở đây cho ăn, mình đút cho ăn phơi nắng chút xíu rồi đó. Cái mình đem vô. Đó. Chứ các bạn đừng có quên quên bỏ nó trời nắng quá là hồi đi ra chiếc veo không còn nào luôn. Đó. Đó. Mấy con đó cũng mê giết mổ hết đó. À, thì nó mổ cứng thì mình giao cho mấy anh em đã đặt hàng. Thì chim ta thì đa số các bạn thấy ít em có ở đây là tại vì nó mới vừa xuống cổ ra, mình đút chỉ ngày trước ngày sau là giao người ta rồi, tại vì người ta thích nuôi chim ta, nó thích nuôi đang đút hơn đó. Nó mến già đó, các bạn gặp nó mến rồi nuôi nó từ nhỏ lớn rồi nó mến các bạn đã lắm rồi, nó mau lên khách đó. Thường thường mình nuôi khoảng từng tầm 4-5 tháng là lên rồi. Nó lẹ hơn nuôi con bổi. Nuôi con bổi khi nuôi cả năm trời. Còn nuôi chim con hả? Có con mà 3 tháng là bắt đầu nó gáy đã lắm. Ở đây mình nuôi có mấy con 3-4 tháng rồi nó gáy rồi mình. Nó gáy nó gù rồi nó hung dữ lắm các bạn. Thấy chim khác rồi tung nó cắn nó mổ. Đặc biệt mình nói vậy thì có mấy anh em đã mua của mình thì đều biết rồi. Khe lại với mình mới có 3 tháng mà nó gáy rồi, mình thấy mình còn ghiền mà. Mình thấy con mình còn cầm lòng không nổi, mình còn hỏi mua lại mà. Bán con 150 hỏi mua lại 150. Mình không bán nữa mới chết chứ. Sao bán được các bạn? Trời thấy anh đã nuôi đang cầm lòng như thấy con chim ở ngoài rừng bay ngang mình làm hơi cái gì chứ. Vậy gửi này bán. Đó. Còn đặc biệt mấy con thái này. Nguyên thái này là mình không có giao đút ăn được à, tại vì thái nó khác mà, thái màu nó khác, mình phải nuôi nó lớn ăn ăn. Tại vì thái nó khác các bạn, thái màu nó khác các bạn ơi, mình phải nuôi lớn lên nó biết ăn gành ghẻ và nó ra màu sắc rõ rệt mình mới định giá và mới bán cho anh em được. Chứ còn nhỏ nhỏ này nó chưa ra màu mè gì rõ rệt hết trơn, cái mình bán giá này nữa nó ra cái màu xấu hay màu này nọ thì nó không phiền lòng lắm đó. Bởi vì đặc biệt thái là nuôi tới lớn tới bự sắp gần sắp đâu còn luôn đó, hay nọ rồi mới bán cho anh em, mà lúc đó về thì nó nhát nha, anh em chịu khó nuôi lại thời gian thì nó quen thôi đó. Thái thì nó không có như ta mình đâu, nó mau dạng lắm, màu lên lắm, màu ghen lắm, không màu gáy gù lắm, gáy lớn gù nhiều đó. Thái thì cũng xiên gáy xiên gù lắm. Đây này các bạn, mấy con hổm đi rồi, giờ mấy con khác này nó lên nha đó. Mấy con này là chuẩn bị đi giao nữa nè đó, các bạn thấy không, nó bự rồi, sắp nó đang chỗ còn bún bún luôn, thấy mà thấy không đó. Đó, nó lớn như vậy là nó định rõ màu sắc rõ rệt rồi đó. Đó nên mình định giá mình bán được, còn nó còn đang đút này nó chưa có chỗ hết lông nữa, mình chưa biết nó màu gì. Còn chim cu ta với thái đen thì dễ rồi, nó có một màu rồi nó vậy. À đặc biệt dưới đây các bạn thấy có mấy con gùi lính đen nó bò như nhúc nó xử lý phân hay lắm nha các bạn. Hả? Xử lý phân cho sạch nền cho ít có bệnh tật, cho ít có bị bệnh đường ruột. À, còn đây là một con thái trắng lẻ đó, khả năng nó sẽ là trống à, để lại mình nuôi khách cho nó lên lòng khách. Rồi thì bây giờ chuẩn bị kết thúc clip nha các bạn ơi. Trước khi kết thúc clip, Vinh Gồm xin chân thành cảm ơn tất cả các cô chú anh chị và các bạn đã có những lời hỏi thăm lúc vợ Vinh Gồm sinh em bé à, và có những lời gửi chúc mừng và Vinh Gồm xin cảm ơn đó. Và Vinh Gồm xin cảm ơn rất nhiều rồi. Còn bây giờ thì còn thân trong thời gian này Vinh Gồm không có đi ra ngoài quay clip cho các bạn xem được, quay clip như bảy cu hay đi giao lưu hay đi quay mấy cái chỗ anh em có nuôi chạy chim cò này nọ đó, không có đi được tại cách này chăm sóc con nhỏ cho nên chỉ quay ở trại nhà thôi ha. Rồi thì
Khi sắp tới Vinh Gồm được có thời gian rảnh rỗi nữa thì Vinh Gồm sẽ đi quay cho các anh em xem. Rồi, còn bây giờ thì mình xin kết thúc clip tại đây. Và chuẩn bị đi cho cái dàn chim nhà nó ăn. Chúc mọi người luôn có được những phút giây vui vẻ, một gia đình hạnh phúc, một sức khỏe dồi dào. Bye bye, hẹn gặp lại clip tiếp theo. Bye bye.